chân lửa chỉ mắc cỡ. Ôi nụ cười mặt liếc chua ngoa, ta về bên ấy buồn ba bốn ngày, buồn ba bốn ngày. Em đã biết phố đông nhiều ngõ đường yêu. Các bác chờ tí em thay cái đĩa nghe tí đạo cụ, lâu lắm rồi không nghe đạo cụ. Hôm nay có một bác comment hỏi lại cái bản nhạc đạo cụ của Trung Quốc. Nghe lại thì lại thấy rất là hay. Thế nhưng mà các bác là cái file nhạc nó toàn tiếng Trung thôi, chả biết nó là tên là cái gì, không biết dịch như nào cả. Thôi chịu. Các bác hỏi thì em cũng không biết trả lời ra sao nữa. Như cái bài này là bác khách hôm nay bác ấy comment, bác ấy hỏi. Xin chào tất cả các bác yêu audio đang theo dõi kênh video của Loa Toàn Giải Hà Đông. Vậy thì em vừa rồi em đã làm hai cái bản nhạc, một bản nhạc vàng và một bản nhạc đạo cụ. Lý do là hôm nay có một bác ấy comment trên trang, bác ấy hỏi về tên bài hát của cái bản nhạc này là bản nhạc gì để chia sẻ cho bác ấy, thì nhân tiện đây thì em cũng trả lời luôn với bác ấy và tất cả mọi người khác là cái album nhạc này thì em kiếm được nhưng mà nó toàn tiếng Trung Quốc đấy các bạn, không biết như nào cả, nhưng mà lâu không nghe lại đó thì quả như là rất là hay. Đạo cụ nó rất là đều, hay, rõ. Nói chung là nhạc của nó cũng khá là tốt. Các bác này thì quay về chủ đề chính hôm nay thì em xin giới thiệu các bác là một đôi loa đồng trục hát kích có đường kính 30 cm. Đôi này thì lần trước em đã bán một đôi rồi. Đã có video test một lần trước một đôi như này rồi, và lần này về được thêm một đôi nữa. Thì các bác nhìn đây,
đôi loa này thì cũng rất là đẹp, quá nó khá là hoàn hảo, chỉ có một cái gân nó bụi bẩn nhiều nên là em đã phải dưỡng lại cái gân cho em nó để cho nó đẹp lại. Còn màng miếc tất cả các thứ bóng đẹp rất là tuyệt vời. Đấy, cái này nó là cái gì ạ? Cái này là cái gì, cái bẩn hay là cái gì đấy? Cái gì đấy không biết được, nhưng nó không ảnh hưởng gì đâu ạ. Chỉ có cái gân, hiện nay là em đã dưỡng lại gân rồi, nó bóng đẹp lại như xưa. Còn lúc mua về thì ở bên kia về nó để nó bụi bẩn các thứ, nó bám vào cái dầu dưỡng trông nó bẩn bẩn nhìn ghê lắm. Thì em đã dưỡng lại rồi, lau chùi sạch sẽ. Thế các bác để nó đẹp về thẩm mỹ, các bác về chỉ có việc chơi thôi. Đấy, không sức sẹo, không có điểm gì trừ, rất tuyệt vời. Đấy, cái tinh chỉnh này thì hầu như những con như này nó đều bị mất hết những cái lúm, cái lúm của tinh chỉnh. Thì cái này thì các bác có thể về các bác tìm cái lúm khác các ra cho vào, cái này cũng dễ thôi, không có gì khó cả. Hoặc là chúng ta có thể độ các cái lúm khác tùy theo ý thích. Đặc biệt đấy, con hát kích này nó được thiết kế đủ ba loa cho ba đường tiếng của anh nhé. Loa bát chính, loa bát chính này, sau đó đến một cái loa chung ở trục, nằm ở trong cái trục giữa, còn cái phần nằm trong trục giữa xuyên qua cái lưới lưới này nó phóng cái chung lên. Còn cái con check này thì nó nằm ở giữa đây, nó nằm qua một cái thanh này, chữ củ check rất là to, củ check nằm giữa của nó rất là to. Đấy, nó được thiết kế đầy đủ cho bằng tiếng. Đấy, để cái nhìn xuyên qua cái mảnh bên trong kia là lối đằng sau là một cái củ nữa, là cho củ chung. Tí nữa em sẽ lật cái mặt đít lên để cho bác xem. Một phiên bản này khá là hay. Âm thanh con này thì rất là tốt các bạn. Các bác nghe qua video thông qua hai loại nhạc, nhạc vàng này, rồi là đến nhạc đạo cụ, các thứ thì nó thể hiện đều rất là tốt. Con này thì cái màng của loa bát thì độ động rất là lớn các bạn. Nó được kết hợp với cả gân vải xếp nữa, thành ra độ động của nó rất lớn, tiếng trầm thì khá là êm sâu. Các bác có thể cho vào thùng thì các bác sẽ cảm nhận tiếng trầm nó tốt hơn. Còn hiện nay là em đang nghe ở ngoài không gian như này, không có thùng, không có cộng hưởng thì tiếng trầm thì nó chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh để làm đã cho một số bác. Nhưng mà em dám chắc rằng con này độ động nó rất là lớn thì tiếng trầm nó rất là tốt, êm sâu. Rồi, bây giờ em sẽ tắt nhạc đi và chúng ta sẽ chuyển sang đập mặt sau để chúng ta xem cái kết cấu và model của loa. Đấy, các bạn nhìn em bán hết cái hộp tiếp mát rồi, chiều nay vừa phải nhanh chóng hoàn thiện ngay một cái hộp như này để chơi. Thiếu hộp tiếp mát bây giờ thấy nó thiếu sao. Rồi, đây em sẽ nhấc cái mặt sau này cho các bạn xem, rất là khá là ngon nhỉ. Nặng lắm các bạn. Rồi, ok, đây là mặt sau của em đó. Các bạn nhìn đây, truyền thống của hội này thì là xương gang đúc. Sơn chỗ này là màu hơi sáng trắng sữa sữa. Đấy, cầu loa tất cả cứ đánh dấu đỏ đen. Đây, đằng sau hết cái củ này là củ chung các bạn. Củ này củ cho củ chung, còn cái phần này là cho củ bát. Đấy. Model của con này là AS27. AS27. Loa 8 ohm. Đấy. Bên này thì nó bị bong chóc như thế này. Các bạn nhìn nhá. Đấy, nó bị bong chóc cái chỗ này. Cái này thật ra nó là cái vỏ chụp thôi, cũng không ảnh hưởng gì đâu. Các bác có thể về các bác chít hoặc là tỉa sơn hay bôi tí sơn đây thì nó lại đẹp ngay thôi. Đấy, củ này thì cũng vậy thôi. Chỗ này cho nó chung, chỗ này cho nó bát. Đấy, sơn chi ở phía dưới thì rất là ngon. Chỗ này bị sứt sẹo một tí. Đấy, các bác nhìn, loa 8 ohm. Model đâu? Model đây, AS27. Đấy, nói chung mọi thứ rất là ngon ngay. Thì có bên này nó bị bong chóc như thế này. Các bác nào về khéo tay có thể sơn xịt lại, hoặc là các bác dùng cái gì đấy các bác bôi vào tùy, miễn sao cho nó đẹp là được.
Còn không thì thôi, ta cứ để như vậy, ta chơi thùng. Và trong thùng thì cũng chả ai đi đến chơi xong bảo là tháo cái thùng ra để xem cái đít của loa này, đúng không? Rất là khó, miễn sao ta biết được chất âm của em nó là được. Rồi gì nhỉ? Đến đâu rồi nhỉ? Rồi thôi, ok. Mặt trước, mặt sau, rồi là modem, rồi trở kháng, rồi tất cả các thứ của em nó thì em đã giới thiệu rồi. Thôi thì em xin kết thúc video ở đây. Và phần giá em sẽ để trên phần tiêu đề. Rất mong các bác sẽ bấm đăng ký kênh để các bác cập nhật video nhanh nhất trong các ngày em đăng. Và các bác đừng quên bấm like để ủng hộ cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.